Nhá, thì đây điện máy ăn ra hôm nay. Máy này thì hôm nay có thời gian để lên cho cho bác cái con máy điều hòa một cục cửa sổ nhá. Thì đây hôm nay em lên cho các bác một con máy Kozumi này. Kozumi 8000 này mọi người này. Đấy. Máy là nguyên zin nhá. Mấy hôm trước các bác hỏi là lên con máy nguyên zin. Thì con này nguyên zin từ đầu đến chân luôn mọi người nhá. Đấy, vỏ zin này. Vỏ zin này. Đấy. Vỏ zin, máy zin hết mọi người nhá. Đó. Con này thì chạy siêu 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 êm luôn mọi người ạ. Đây này, mình đang đứng rất là sát bánh luôn mà không có tiếng luôn. Đấy. Rất là chạy rất là êm luôn mọi người nhá. Đấy, con này công suất 8000, rất là khỏe ạ. Gió rất là khỏe luôn. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu về con điều hòa một cục cửa sổ mà của Nhật mà hàng ngon êm như này thì liên hệ bên em nhá. Hiện tại thì Kozumi chắc bọn em cũng chắc còn hơn chục chiếc như này nữa. Đấy. Thì sẽ thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Con này thì dùng được khoảng 12 m² đổ lại này, chạy siêu êm, nói chung là con này ngon, chạy khỏe ạ. Có điều khiển từ xa mọi người nhé, có remote đa năng điều khiển từ xa nữa. Đó, ok rồi, cảm ơn mọi các bác.